Những ngày gần đây, giá xăng trên thị trường quốc tế liên tục duy trì xu hướng giảm giá. Và tại thị trường trong nước, theo tính toán, trong phiên điều chỉnh giá xăng ngày hôm nay, xăng E5 RON 92 có thể giảm 780 đồng trên một lít, về sát mốc 11.000 đồng một lít. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 9 tháng 4 giảm tương đối mạnh so với kỳ tính giá ngày 29 tháng 3. Vì vậy, dự báo giá xăng trong nước cũng sẽ thay đổi theo xu hướng giá của thị trường xăng thế giới. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 có khả năng giảm 780 đồng một lít, trong khi xăng RON 95 giảm 840 đồng một lít. Dầu hỏa được dự đoán giảm 760 đồng một lít, dầu diesel giảm 680 đồng một lít và dầu mazut dự báo không có nhiều biến động. Cũng theo báo cáo này, nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có lần thứ 7 giảm liên tiếp và giá xăng E5 RON 92 về sát mốc 11.000 đồng một lít. Hiện tại, giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5 RON 92 là 11.956 đồng một lít và xăng RON 95 là 12.560 đồng một lít và thấp nhất 11 năm qua.